Chào các bạn. Cây ngải cứu chắc chắn đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Loài cây này có mặt ở hầu khắp mọi nơi, trong các thành phần làm thuốc trong đông y và trong cả các món ăn hàng ngày của các gia đình. Cây ngải cứu mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng, giá thành rẻ và có thể trồng tại nhà đều được. Và nếu như ai đang muốn tìm hiểu về những tác dụng của cây ngải cứu hay lá ngải cứu chữa bệnh gì, video dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin hữu ích nhất. Ngải cứu là một loài cây thân thuộc với rất nhiều người bởi chúng lành tính, lại dễ sử dụng, an toàn với tất cả. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cây ngải cứu ở bất cứ đâu, trong vườn nhà, ở các bãi đất trống hay trong cả các những món ăn quen thuộc hàng ngày như gà tần, trứng rán, vân vân. Ngải cứu là cây dược liệu thân thảo. Cây có nhiều tên gọi khác theo dân gian như cây ngải điệp, ngải tía, cây thuốc cứu. Loài cây này sinh trưởng tốt, mọc lâu năm và có nhiều lợi ích trong đông y, món ăn hay là nước uống. Cây ngải cứu chủ yếu dùng lá và thân cây, có thể dùng tươi sống hoặc phơi khô. Tác dụng của cây ngải cứu phơi khô rất tốt, người ta còn gọi là ngải điệp, hoặc khi phơi khô nghiền nhỏ thành bột sẽ được gọi là ngải nhung. Và dù là tươi hay phơi khô thì những thành phần trong ngải vẫn rất tốt và chữa được nhiều bệnh cho người sử dụng. Như đã nói, tác dụng của cây ngải cứu chính là dùng để chữa bệnh, hỗ trợ điều trị một số tình trạng bệnh về tiêu hóa, ăn uống, ho sốt. Cây ngải là một loài cây thảo dược và dân gian lưu truyền rất nhiều bài thuốc khác nhau và đến nay vẫn có rất nhiều người áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Một số bài thuốc phổ biến hiện nay gồm: giúp điều hòa kinh nguyệt ở nữ giới. Ở những chị em phụ nữ có vấn đề về kinh nguyệt không đồng đều, tháng có tháng không, dòng kinh thì đều có thể sử dụng lá ngải cứu. Phương pháp này rất đơn giản nhưng hiệu quả tương đối tốt và đòi hỏi bạn phải kiên trì và nhớ sử dụng thường xuyên khi đến chu kỳ. Với những người bị dòng kinh, bạn dùng từ 6 đến 12 gram cây ngải cứu phơi khô, hãm với nước sôi uống giống như pha trà để uống. Người dùng chia thành 3 bữa uống trong ngày trước khi có kinh nguyệt khoảng 1 tuần thì sử dụng hàng ngày cho đến hết chu kỳ. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống dưới dạng cao hoặc bột cây ngải cứu, lấy khoảng 1 thìa cà phê hãm với nước và uống để tiện lợi hơn. Với những người kinh nguyệt không đều, chúng ta lấy lá ngải cứu khô hoặc lá ngải tươi sắc với nước uống khoảng 200-300ml. Sắc đến khi chỉ còn một bát nước nhỏ thì dừng lại và đổ ra bát và sử dụng. Kiên trì sử dụng từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt đến khi hết hoàn toàn. Bạn uống đều đặn mỗi khi có kinh nguyệt thì tình trạng này sẽ được giảm đáng kể. Người thường xuyên phải chịu những cơn đau bụng kinh khi đến ngày cũng có thể uống nước cây ngải cứu sắc hoặc bột ngải. Cách pha cũng giống như chữa bị dòng kinh hay kinh nguyệt không đều, uống bắt đầu từ khi có kinh nguyệt cho đến hết chu kỳ và sử dụng đều đặn, bạn sẽ không cảm thấy đau bụng nữa. Ngải cứu giúp sơ cứu vết thương. Nếu không may trong cuộc sống hay những công việc hàng ngày, tay chân của bạn bị bầm tím, xước da do ngã xe hay va đập mạnh thì hãy sử dụng ngải cứu. Trong ngải cứu có kháng sinh tự nhiên vô cùng tốt, giúp nhanh chóng làm liền miệng vết thương, giảm sưng, tấy và bầm dập. Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần lấy một ít lá ngải cứu tươi và giã cho dập, sau đó cho một ít muối trắng và đắp hỗn hợp này lên trên vết thương. Bạn dùng một tấm màn sạch và băng bó lại, vết bầm đau nhức sẽ nhanh chóng được thuyên giảm. Cây ngải cứu giúp an thai. Phụ nữ đang mang thai là đối tượng mà không phải loại thực phẩm hay loại cây nào cũng có thể sử dụng được vì có thể ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Tuy nhiên, cây ngải cứu lại rất tốt đối với những chị em đang mang thai và rất an toàn cho bé. Nhất là đối với những ai mang thai hay là bị da máu thì nên sử dụng ngải cứu để tình trạng này chấm dứt. Lấy khoảng 16 gram lá ngải và 16 gram lá tía tô, sắc cùng nước khoảng 600-700ml nước.
Sắc đến khi chỉ còn khoảng 100 đến 150ml thì dừng lại và sử dụng. Nước ngải cứu sẽ giúp an thai, khỏe mạnh cho cả mẹ và bé. Sử dụng thường xuyên mỗi ngày 2 đến 3 lần trong tuần, hiệu quả mang lại sẽ rất tốt. Ngải cứu trị mụn và làm trắng da. Rất nhiều chị em vẫn chưa hề biết ngải cứu là một trong những loại thần dược để trị mụn và làm trắng da, chữa mẩn ngứa do dị ứng thời tiết. Thực phẩm rất an toàn, cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần giã nát một ít lá ngải cứu tươi và đắp lên mặt hay những vùng da bị mẩn ngứa, dị ứng. Đắp và thư giãn trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước. Các tinh chất tự nhiên trong cây ngải cứu sẽ giúp cho da sạch sẽ, thông thoáng, ngăn ngừa mụn và những vi khuẩn gây mụn. Đồng thời da bạn sẽ sáng và trắng hồng lên trông thấy sau một thời gian kiên trì sử dụng cây ngải cứu làm mặt nạ. Ngoài ra, nếu trẻ nhỏ bị rôm sẩy, mẩn ngứa, dị ứng, mọi người cũng có thể đun cây ngải cứu cùng với nước, sau đó dùng nước này tắm cho trẻ mỗi ngày, kiên trì thực hiện để thấy kết quả tốt nhất. Chỉ sau khoảng 2 đến 3 lần tắm, những vết rôm sẩy và mẩn ngứa, mụn nhọt của bé sẽ được giảm đáng kể. Trị đau nhức xương khớp, thần kinh. Nhiều người thường hay thắc mắc uống nước ngải cứu tươi có tác dụng gì? Và câu trả lời chính là chúng rất tốt cho những ai gặp vấn đề về hệ thần kinh, não bộ như đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra, những ai bị đau nhức xương khớp do đến tuổi cao, thời tiết thay đổi, thần kinh tọa thì cũng có thể uống nước ngải tươi. Bạn chỉ cần dùng khoảng 300g lá ngải và giã nát, sau đó dùng màng lọc vắt lấy nước cốt, hòa cùng với nước cốt ngải tươi là 2 muỗng mật ong nguyên chất. Uống 2 lần một ngày sáng và chiều là khung giờ thích hợp nhất. Lưu ý kiên trì uống trong khoảng 1 tháng thì tình trạng bệnh sẽ được cải thiện nhanh chóng. Ngải cứu chữa kém ăn, suy nhược cơ thể. Với những ai bị suy nhược cơ thể do lao động quá sức nhưng ăn uống vẫn không ngon miệng, cân nặng không giảm, sức đề kháng yếu dần, bạn có thể sử dụng bài thuốc với cây ngải cứu để tình trạng được tốt hơn. Công thức nấu như sau. Chuẩn bị 200-300g lá ngải cứu tươi, 20g kỷ tử, 10g đinh quy, 1-2 quả lê tươi, 1 con gà ắc. Bạn cho tất cả những thành phần này vào nồi, đổ nước ngập gà và hầm nhừ và nêm gia vị vừa ăn, cho đến khi nước sền sệt lại thì tắt lửa và sử dụng. Bạn có thể chia ăn thành nhiều bữa trong ngày để hấp thụ tốt hơn. Người dùng mỗi ngày hoặc cách ngày và liên tục từ 2 đến 3 tuần hoặc 1 tháng thì cơ thể sẽ khỏe hơn rất nhiều. Ngải cứu giúp bổ máu và giúp lưu thông máu. Với công dụng này, bạn nên chế biến ngải cứu thành món trứng rán ngải cứu. Cắt nhỏ ngải cứu, đánh tan với một quả trứng và rán lên ăn với cơm. Các đặc tính tốt của ngải cứu và trứng như dầu protein, choline, v.v. sẽ giúp khí huyết lưu thông, tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ngải cứu để chế biến món ăn như món trứng rán ngải cứu, bổ sung vào thực đơn ăn để tăng cường lưu thông máu đến não. Ngải cứu trị cúm, cảm và ho sốt. Dân gian xưa đến nay vẫn truyền lại rất nhiều bài thuốc về ngải cứu để chữa ho, sốt, cảm cúm như đánh cảm, uống nước sắc, xông hơi, v.v. Và mỗi cách thức thì cần nguyên liệu khác nhau và hiệu quả đều rất tốt. Để xông hơi giải cảm, bạn lấy khoảng 200-300g ngải tươi, 100g lá bưởi tươi hoặc lá chanh, 100g lá khuynh điệp. Cho tất cả những thành phần này vào nồi và cùng đun với 2 lít nước. Khi nào nước sôi, bạn dùng nó để xông hơi. Hơi nước bốc lên sẽ giúp cơ thể toát nhiệt ra ngoài và giải cảm, ốm, sốt rất hiệu quả. Với cách uống trực tiếp, bạn sắc khoảng 200g ngải cứu tươi, 100g lá tía tô cùng 30g sả và 500g nước. Người dùng uống thay nước lọc thì chỉ sau 1-2 ngày thì bệnh sẽ cải thiện, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều. Dùng để đánh cảm, bạn sao khoảng 200-300g ngải cứu tươi, lá ngải héo quắt lại thì đổ dầu, cao gió và sao tiếp khoảng 1-2 phút. Sau đó cho lá ngải đã sao vào một chiếc khăn sạch và đánh cảm cho người bị ốm.
Bạn đánh từ sống lưng xuống, đến khi lá ngải nguội có thể cho lên bếp sao nóng lại và đánh lượt thứ hai. Ngải cứu giúp giảm mỡ bụng. Với các chị em bị béo bụng và muốn cải thiện tình trạng này rất đơn giản. Bạn chỉ cần một ít lá ngải tươi, kiên trì thực hiện bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ từ lá ngải đối với vòng 2 của mình. Bạn lấy khoảng 300g ngải tươi và xào lên chảo nóng cùng với một bát muối lớn, đến khi lá ngải đã héo quắt lại và ngửi thấy mùi ngải bốc lên. Sau đó, bạn dùng một chiếc khăn lớn và sạch để đựng được hết chỗ ngải và muối này. Bạn chườm hỗn hợp này lên bụng khoảng từ 20 đến 30 phút mỗi ngày. Mỡ thừa ở bụng sẽ nhanh chóng được cải thiện, trả lại thân hình gọn gàng, săn chắc cho các bạn. Đồng thời, cách làm này còn giúp giảm các cơn đau lưng khi đến chu kỳ kinh nguyệt hay chị em phụ nữ đang mang thai. Những lưu ý khi sử dụng cây ngải cứu để đạt hiệu quả cao. Đọc đến đây có lẽ bạn đã biết lá ngải cứu chữa bệnh gì rồi. Chúng là cây dược liệu rất tốt cho sức khỏe và đời sống của con người. Không chỉ dùng để chữa bệnh, ngải cứu còn là một thành phần không thể thiếu trong các món ăn. Hữu ích là như thế, tác dụng nhiều là vậy, nhưng cũng không nên sử dụng cây ngải cứu quá nhiều vì có thể chúng sẽ phản tác dụng và gây hại cho cơ thể. Một số lưu ý dưới đây có lẽ sẽ giúp bạn sử dụng loại cây này tốt hơn. Như đã nói ở trên, phụ nữ mang thai có thể sử dụng được, tuy nhiên những người ở tháng cuối cùng của thai kỳ thì lại không nên sử dụng vì có thể kích thích để sinh non, co bóp cổ tử cung. Người bị bệnh viêm gan, vàng da thì không nên sử dụng ngải cứu vì thành phần trong ngải cứu có thể gây rối loạn chức năng gan, không đào thải được độc tố ra bên ngoài, dẫn đến tình trạng bệnh của người mắc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Những ai không mắc bệnh, sức khỏe tốt thì cũng nên hạn chế uống nước ngải tươi thường xuyên. Những người mắc các bệnh như xơ vữa động mạch, sỏi thận, suy thận, v.v. thì cũng được khuyến cáo không nên sử dụng cây ngải cứu, đặc biệt là món trứng rán ngải cứu. Người bị rối loạn tiêu hóa, bệnh về đường ruột cũng không nên sử dụng cây ngải cứu. Với những người muốn sử dụng ngải cứu để chữa bệnh, phòng và điều trị một số vấn đề cũng không nên sử dụng quá nhiều với liều lượng cao, nên cân bằng lượng để đưa vào cơ thể, tránh bị ngộ độc, tác dụng phụ từ cây ngải cứu. Trên đây là một số thông tin về cây ngải cứu trong cuộc sống hàng ngày để chữa bệnh và làm đẹp. Hy vọng qua đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về tác dụng của loài cây này và có cách chăm sóc sức khỏe của bản thân mình thật tốt. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.